Kính bạch sư cho con hỏi, sư có chia sẻ rằng giữ năm giới hoặc giữ tám giới sẽ cho thành tựu mọi ước nguyện, tài sản hay chứng đắc các tầng thiền vân vân. Nếu như vậy thì con không cần phải đi bố thí cúng dường cũng sẽ thành tựu có tài sản to lớn hay chứng đắc các tầng thiền, phải không ạ? Thưa quý vị á, cái mình nói á thì trên lý thuyết là như vậy, mà thực tế á thì nó không giống như vậy. Tại vì một người mà họ không có phước bố thí, họ rất khó giữ giới. Và chính bởi vì như vậy á, khi Đức Thế Tôn thuyết giảng về tuần tự pháp, ngài thuyết bố thí đầu tiên không phải là do ngài ham danh ham lợi, hoặc là các sư sau này các sư ham danh ham lợi mà thường hay tán thán hoặc là kêu gọi quý Phật tử là bố thí, mà bởi vì nó có nhiều nghĩa lắm. Thứ nhất là giúp cho họ đó ngăn cái con đường sa đọa do sự bỏng sẻn. Đừng nghĩ rằng á tôi có tiền tôi xài, tôi có tài sản tôi xài, tôi không cho ai, là cái đó là chuyện của tôi, thì cái đó là quyết định của quý vị. Nhưng cái sự bỏng sẻn không có bố thí, không biết cho ra, nó là nhân đi địa ngục. Đừng có tưởng cái đó là chuyện đơn giản nha. Rồi nhờ nhân bố thí là người ta sẽ hưởng được quả lành. Nhờ quả lành như vậy, cái điều kiện họ tu tập đó, nó tốt hơn. Và cái nhân thứ ba mới là nhân quan trọng nè, là nhờ bố thí mà tâm của họ trở nên nhu nhuyễn, dễ sử dụng, từ đó họ dễ dàng giữ giới hơn. Có những khi á, tâm của mình nó trở nên nóng nảy, hoặc nó trở nên xao động, hoặc là nó trở nên tham ái dữ dội, thì làm sao mình giữ giới? Do tâm của mình nó trở nên nó quá chai sạn, nó quá khô cứng, cái việc giữ giới rất khó. Cho nên cái việc bố thí nó giúp cho chúng ta giữ giới nó dễ hơn. Cũng giống như một cái nồi, nồi cơm điện hoặc là nồi cơm nấu bình thường mà nó lỡ nó cháy ở dưới đít, mình ngồi mình nại là mình nại mà xỉu, mà thậm chí hư nồi nữa. Trong khi đó cái người biết chuyện chỉ việc đem ngâm nó tí xíu, chà nhẹ là ra. Tâm cũng y chang vậy. Những cái bợn nhơ, những cấu uế nha, mình đôi khi mình cần cái phước bố thí để nó làm dịu. Rồi khi đó mình làm cái gì nó cũng dễ, giữ giới cũng dễ, hành thiền cũng dễ. Cho nên trên lý thuyết, sư lập lại là trên lý thuyết, một người thuần túy giữ giới không bố thí vẫn có thể tu hành giác ngộ, nhưng mà số người được như vậy không có nhiều. Thành ra đừng mang tâm lý may mắn ha. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì thêm hay không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Ở đây á, có một cái điều rất sư thấy rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng, mà có lẽ là quý vị hiểu lầm, có thể là sử dụng từ có thể quý vị đang hiểu lầm ý của quý sư là như vậy. Là sư đã nhấn mạnh rất là nhiều về ba cái nhóm là phước vật, phước đức, phước trí. Tức là phước nào nó ra phước đó, thưa quý vị. Cái nhóm phước nào nó ra phước đó, và nó hỗ ba cái loại phước này nó không cái nào hơn nào, mà nó sẽ hỗ trợ, nó hỗ trợ lẫn nhau trên đường chúng ta giải thoát sanh tử luân hồi. Ở đây thì quý vị sư đoán là quý vị có vẻ quý vị đang hiểu lầm, tại vì như vậy nè, là cái quý vị nói là giữ năm giới tám giới sẽ thành tựu mỗi quyền tài sản hay chứng đắc tầng thiền, thực sự nói đúng hơn là như vậy. Thưa quý vị, cái giới, thưa quý vị, cái giới á, nó là nền tảng, phải thêm vô chữ nền tảng mới đúng. Thưa quý vị, là nền tảng, là nền tảng mà gọi là tu tập đó, thực hành đó, nó rõ hơn thực hành, để thành tựu mọi ước nguyện, tài sản hay chứng đắc tầng thiền.
giống như nói là ở giới làm nền tảng để phát triển định. Ừ. Chứ vị và mấy vị nếu mà giữ giới không, mấy vị mà biết gì cái giới tốt thiệt, mấy vị không dựa vào nền tảng thì bị phát triển định thì làm gì có định được. Và được tương tự như vậy, định làm nền tảng phát triển cho tuệ đó, cho nên chúng ta phải hiểu rõ như vậy. Còn có một cái điều thứ hai, cái điều thứ hai mà quý vị hiểu lầm về cái loại cái đặc tính của giới, tức là sư tâm gọi là phước đức đi ha, phước đức đi. Nếu quý vị chắc quý vị cũng có, nếu quý vị có nghe, thường thường mà khi mà Phật tử sinh giới xong á, thì quý sư này hay nói là gì? Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dưới giới, các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dưới giới. Thì chính cái câu, và cái câu thứ ba là gì? Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dưới giới, cũng nhờ thưa vị. Nhưng mà đặc biệt câu thứ hai nè, rất nhiều người rất dễ hiểu lầm. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều người nghĩ là cái phước, cái giữ giới là nó làm cho phát sinh tài sản. Nói như vậy là nó không đúng thưa vị. Nó chính xác là gì nè? Cái phước mà của phước đức á, tức là phước đức á, giữ giới á, nó giúp cho mình bảo vệ tài sản, bảo vệ cái tài sản. Bởi vì sao? Các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản nhờ giữ giới. Là bởi sao? Bởi vì là nếu quý vị có phước vật trong đời, trong đời quá khứ quý vị là phước vật nhiều, như là quý vị bố thí nhiều, nhưng mà quý vị không có giữ giới á, thì cái nhân mà quý vị không giữ giới á, nó khiến cho cái quả tương lai là quý vị giàu quá thật, nhưng mà quý vị sẽ bị cái tài sản quý vị sẽ bị tiêu tán qua năm cái đường, là lửa, nước, vua, bị nghĩa là bị người cai trị quốc độ chiếm đoạt đó, rồi bị trộm cướp nè đó, rồi bị cái người thừa tự hủy hoại cái tài sản thưa quý vị. Thật sự cái phước mà đức quý vị, với cái phước mà về giữ giới gọi phước đức đó, nó là nó giúp quý vị gì, gìn giữ cái tài sản là chính, quý vị hiểu không? Nó gìn giữ tài sản của quý vị, nó giữ cho quý vị tài sản không thất thoát, chứ không phải là nó tạo tài sản. Tại vì phước 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 vật á, phước vật là những phước bố thí thì mới tạo ra tài sản đó, cho nên là sư phân tích ở đây cho quý vị hiểu rõ đó đó, nó giữ gìn giữ tài sản cho mình. Còn về cái quan điểm mới đức hành tại nói là phân tích cái việc mà tại sao Thế Tôn mới khi mà thuyết tuần tự pháp đều đưa bố thí là đầu, hay là pháp hạnh ba la mật á, bố thí đứng đầu, hay là trong thất thánh sản á, thưa vị thánh sản á, cũng đề cập đến đến cái việc bố thí, và trong 10 phước hiệp sự bố thí cũng là đứng đầu đó. Quý vị nghĩ một điều như vậy đi, quý vị á, là một cái người mà nghèo khó, cơm chạy ăn hàng bữa, cơm phải chạy ăn hàng bữa nha, có nghĩa là có cái gì là phải cố gắng xin nhai, có cái dạng ở đó, thì quý vị nghĩ đi, quý vị phải xin nhai theo đủ mọi cách. Ừ. Giống như là ở dưới quê đi, bởi vì mình là một người nghèo khổ đi, thì bây giờ mình ra đồng hay dưới sông á, có con gì bắt con đó, à, có con gì thì bắt con đó, thì quý vị có phải là sao quý vị có thể mà sát sanh được không? Lẽ giờ mình nói mình chịu chết đói, có nghĩa là đừng bao giờ đem cái những cái vấn đề mà cái tài trạng thái tâm của những cái vị Bồ Tát đặc biệt nha. Ở đây chưa nói đây là xin đưa mẫu số chung đa phần của chúng sanh đó. Nghèo khổ thì giống như người ta nói cái câu mà gọi là thường gọi là bần cùng với sự sanh sanh đạo tả, cái câu đó nó cũng nghĩa là nó sẽ đúng với những nó không hoàn toàn đúng, nhưng mà ở đây là cái đời sống mà mình nghèo khổ thì vì đời sống mà vật chất mình nó thiếu thốn thì mình khó mà thực hành những cái thiện pháp khác lắm, mình khó mà giữ giới, mình giữ giới cụ thể mình khó mà giữ giới sát sanh, không mình thậm chí khó giữ trộm cắp đó, rồi hay thậm chí nói dối. Cho nên là bố thí khi mà quý vị có phước vật á, cái nền tảng mà bố thí tức là tạo phước vật bạc quý vị mà có đầy đủ rồi đó, thì quý vị những cái giới nó mới dễ, không mình những giới nó giữ giúp giữ vị giữ, giữ tài sản, và tương tự như thiền định này nó kia cũng vậy. Cho nên một lần nữa trước khi kết thúc câu trả lời này, suy nhấn mạnh là những điểm chính là như vậy. Thứ nhất là cái việc giữ giới tức là phước đức á, nó làm nền tảng để thành tựu giống như là định, nền tảng để tu nền tảng định, và định á là làm nền tảng để phát triển tuệ đưa đến giải thoát, và giới cũng làm nền tảng đó, các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Đó là cái phước đức nó khiến cho vị đó. Nó giữ tài sản vị, hay là giữ cho cái ngoài việc cái giữ tài sản mà cũng cho cái sức khỏe, có nghĩa là coi cho cái thể chất của quý vị.
Đó, đó là cái yếu tố của giới đó. Cho nên quý vị phải hiểu rõ vấn đề này để mình tránh hiểu lầm, mình nghĩ là mình giữ giới là mình có được tài sản, mình có được tài sản, mình có được tất cả. Thì cái việc này nó không đúng. Quý vị giữ giới mà quý vị không làm nền tảng để quý vị phát triển các thiện nghiệp giống như là mình bố thí không, hay là mình tu tiến, thì nó chỉ nằm ở mức độ thôi quý vị. Vì vốn dĩ là nền tảng rồi, chứ đâu phải là giữ giới mà được tất cả. Cái này không đúng thưa vị. Nếu mà giữ giới được tất cả thì làm sao mà Đức Thế Tôn ngài thuyết về một phước nghiệp, có nghĩa là có đề cập đến một phước nghiệp sự, đó là ba nhóm phước vật, phước trí, nó quá rõ ràng thưa vị. Mà ngay trong ba ba ba, ba lời mật đó, những phẩm chất hoàn hảo cũng quá rõ ràng. Mà quý vị muốn nếu hiểu rõ, tại vì ở đây không có thời lượng cho nên là quý sư phân tích ở mức độ thôi. Còn quý vị muốn hiểu rõ nghe cái phước thù cái phước báo quan cái phước báo quan trọng của bố thí á, nó là cái nhân mà tiên quyết để chúng ta khi mà bố thí được á, chúng ta bố thí được. Tại vì đặc tính của bố thí là gì? Đó chính là ly tham quý vị. Ly tham quý vị hiểu rõ nha. Trong ba la mật nói là đặc tính của bố thí là ly tham. Mà cái nguyên cái bài tập đế chính là gì? Đó chính là tham quý vị. Chính là tham ái, là tanha đó. Cho nên mình phải hiểu đúng. Còn quý vị muốn hiểu đúng cái này nè, biết tầm quan trọng của từng cái loại phước, mà đặc biệt là cái phước vật á, mình không có xem thường, mình nghĩ là mình xem thường phước vật là phước bố thí á, thì quý vị đọc cho sư trong cái quyển Đại Phật Sự của ngài Minh Quân, cái phần mà các loại phước, quý vị sẽ hiểu rõ về ba cái loại phước, phước vật, phước đức, phước trí, và hiểu ba cái này nó liên kết, nó chặt chẽ như thế nào. Không, tại mình khi mà mình hiểu sai á, mình hiểu một phước nào mà nó mình hiểu về cái hướng cực đoan á, thì nó rất là trở ngại trong cái hành trình tu tập và dũng, cũng như trên hành trình sớm chấm dứt sinh tử luân hồi của mình. Chúng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đây. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.